gì khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em. Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Từng ngày buồn anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anh. Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em, cùng em. Ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ run để cho anh được thấy như em đã kề bên. Người yêu ơi có biết rằng anh rất nhớ em, những yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau. Đừng buồn em yêu nhé, rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Nhớ em. Còn lại gì khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em. Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Từng ngày buồn anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi em. Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em, cùng em. Ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ run để cho anh được thấy như em đã kề bên. Người yêu ơi có biết rằng anh rất nhớ em, những yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau. Đừng buồn em yêu nhé, rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Hello.
Hello. Hello. Em có nghe em nói rõ không vậy? Mình yêu nhau đã được bao nhiêu lâu rồi em còn nhớ không? Đối với anh, tất cả mọi thứ dường như mới chỉ là ngày hôm qua thôi. Anh vẫn còn nhớ con gấu em tặng anh nhân dịp sinh nhật của anh. Ngày hôm nay anh sẽ trả lại con gấu này cho em đấy. Nhưng em biết không, con gấu sẽ mang tất cả tình yêu của anh và một món quà đặc biệt. Hãy nhận lời làm vợ anh nhé. Anh hiểu rằng
anh hiểu rằng đối với em bây giờ bao nhiêu là đủ, em vui là được, có phải không? Hạnh phúc chẳng lớn lao để em phải khát khao, phải khiến em nghĩ nhiều dù biết rồi em sẽ mất anh. Cuộc sống quá tấp nập, vòng tay em đã quá chặt, anh hãy bước ra khỏi cuộc vui của em. Mình kết thúc nhé em, chẳng còn như lúc đầu, tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng. Một người sống với ước vọng, một người vẫn yêu thật lòng, rồi anh sẽ yêu thêm một ai cần anh. Hạnh phúc chẳng lớn lao để em phải khát khao, để khiến em nghĩ nhiều dù biết rồi em sẽ mất anh. Cuộc sống quá tấp nập, vòng tay em đã quá chặt, anh hãy bước ra khỏi cuộc vui của em. Mình kết thúc nhé em, chẳng còn như lúc đầu, tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng. Một người sống với ước vọng, một người vẫn yêu thật lòng, rồi anh sẽ yêu thêm một ai cần anh. Một người sống sẽ yêu thêm một ai cần rằng mình đã cách xa, nhưng anh vẫn nhiều lo lắng. Nắm tay nhau qua bao tháng ngày, để đến hôm nay lạc bước, yêu dấu ai tàn. Ngày không em anh như mất lối, không em anh như trái vơi, không em bên anh không có ai kề môi. Sẽ bên nhau khi duyên đã lỡ, trao nhau yêu thương đã vỡ. Chỉ vì yêu em, anh sẽ chỉ yêu mình em. Người yêu ơi, anh biết mình sai, nên để cho em rời xa yêu dấu hôm qua. Hãy mang em đi thật xa, dù anh biết năm tháng dần qua sẽ xóa đi bóng hình em trong trái tim anh, rồi em sẽ hạnh phúc thôi. Mỗi tình này chỉ dành cho em thôi, sao cả mà giờ em thì có sao? Bên nhau thì nói về lời từ biệt quay vào lòng đau đớn một trăm hoa rơi. Sao thì ta quá xa quá, sao biết vẫn nhớ những phút bên anh thôi. Những khó khăn em mang anh biết, dù rằng mình đã cách xa, nhưng anh vẫn nhiều lo lắng. Nắm tay nhau qua bao tháng ngày, để đến hôm nay lạc bước, yêu dấu phai tàn. Ngày không em anh như mất lối, không
anh nhiều trái vai. Không em bên anh, không có ai kề môi. Sẽ bên nhau khi duyên đã lỡ, trao nhau yêu thương đã vỡ. Chỉ vì yêu em, anh sẽ chỉ yêu mình em. Người yêu ơi, anh biết mình sai, nên để cho em rời xa yêu dấu hôm qua. Hãy mang em đi thật xa. Dù anh biết năm tháng dần qua sẽ xóa đi bóng hình em trong trái tim anh, rồi em sẽ hạnh phúc. Giờ lạc lối, anh sẽ dìu đôi bước chân em. Đợi chờ đi.
kỷ niệm ngày xưa con mãi mãi vương vẫn là nơi đây, vẫn còn đó như hàng cây, vẫn còn đó những câu chuyện ngày xưa mình bên nhau. Khi thằng chim về vẫn còn đang trong tay chúng đôi, cứ cho nhau những nỗi nhớ, cứ cho nhau những hùng hồn. Có lẽ ta áo trắng bây giờ đã phai màu, không biết ai giữa anh và em có còn giữ những hồi ức của ngày hôm qua. Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi, nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi. Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về, khi tan trường ta đứng chờ nhau. Những kỷ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em, đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói. Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời, thì anh vẫn luôn nghĩ về em. Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi, có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa. Lặng nhìn hàng cây đông đưa, góc sân trường hiu vắng là nơi đôi ta đã gặp nhau. Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào, gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên, gửi cho anh những hạnh phúc, những niềm tin anh đã quên. Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu, còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười, còn đâu những trang vỡ trắng ghi đầy lời yêu thương, còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa, chỉ còn góc sân nào lặng yên. Hàng cây vẫn còn đây những câu chuyện ngày xưa mình bên nhau. Khi thằng chim về vẫn còn đây trong tay chúng đôi. Cứ cho nhau những nỗi nhớ, cứ cho nhau những hùng hồn. Cứ là thợ áo trắng bây giờ đã phai màu. Không biết ai giữa anh và em có còn giữ những hồi ức của ngày hôm qua. Những kỷ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em, đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói. Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời, thì anh vẫn luôn nghĩ về em. Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi, có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa. Lặng nhìn hàng cây đông đưa, góc sân trường hiu vắng là nơi đôi ta đã gặp nhau. Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào, gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên, gửi cho anh những hạnh phúc, những niềm tin anh đã quên. Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu, còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười, còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương, còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa, chỉ còn góc sân nào lặng yên. Gửi cho anh hai nỗi nhớ hôm nào, gửi cho anh hai yêu thương bình yên, gửi cho anh niềm tin đã vội quên. Khi đôi ta xa chẳng bao lâu. Chỉ còn góc sân nào lặng yên. Anh sang bên đấy, phụ anh tử tế nhé.
đêm nay anh có thấy sao trời tỏa sáng lung linh người ơi, tự như riêng em nơi chốn đây ngắm sao ngỡ mình bên nhau có đôi. Em vẫn luôn giữ mãi ngọt ngào từ lúc bên anh ngày vui, niềm hạnh phúc khi ta có nhau, giấc mơ dịu dàng cho ta đắm say. Con đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta, dù ta qua bao khó khăn, nhìn trời sao em muốn nói. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dành trao, mà em gọi anh trong ánh sao chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy ánh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em, đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Anh bị chậm vài phút, lỡ chuyến bay mất rồi.
Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra anh đã thuộc về người ta. Lâu rồi mình cười lên che niềm đau, cố gắng không nghĩ về nhau và cố không yêu đậm sâu cùng nhau. Mà sao thật khó nói hết những giải khờ, vì con tim đã chốt yêu ai nhớ ai từng giờ. Mình gặp nhau quá muộn màng, mà tình thì đến vội vàng, để buồn giăng trong tim quá mênh mang. Một tình yêu lưng chừng em và anh, lưng chừng hạnh phúc. Hôm nay ta bước bên nhau để rồi, mai đây sẽ có ai đứng mãi trên con đường quen, lặng nhìn theo bóng dáng ấy mà đành lòng tay buông tay. Một tình yêu lưng chừng em và anh, lưng chừng hạnh phúc. Xem như giấc mơ, khi anh quay bước đi ai đó đang chờ. Lòng tiếc nuối tự hỏi lòng là xa như em gặp anh. Dẫu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra anh đã thuộc về người ta. Lâu rồi mình cười lên che niềm đau, cố gắng không nghĩ về nhau và cố không yêu đậm sâu cùng nhau. Mà sao thật khó nói hết những giải khờ, vì con tim đã chốt yêu ai nhớ ai từng giờ. Mình gặp nhau quá muộn màng, mà tình thì đến vội vàng, để buồn giăng trong tim quá mênh mang. Một tình yêu lưng chừng em và anh, lưng chừng hạnh. Con đường quen lặng nhìn theo bóng dáng ấy mà đành lòng tay buông tay. Một tình yêu lưng chừng em và anh, lưng chừng hạnh phúc. Yêu thương đã có xem như giấc mơ, khi anh quay bước đi ai đó đang chờ. Lòng tiếc nuối tự hỏi là xa như em gặp anh từ đâu.
giật mình nhận ra không phải em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu. Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này, chẳng biết phải nên làm gì đây. Chưa một lần anh hết thắc mắc sao em lìa xa anh này, để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy. Chưa một lần anh ngưng suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người ấy có biết tình em hay trách móc từng ngon chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao để lòng vơi mất đi bao đêm đời mong. Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không. Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi mất đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh. Một lần anh hết thắc mắc sao em đưa xa anh này, để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy. Chưa bao giờ anh ngừng suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người ấy có biết tình em hay trách móc tình ngon chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đời mong. Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không. Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người ấy có biết tình em hay trách móc tình nuốt chiều. Anh nhớ em nhiều, nhớ em nhiều. Cho lòng vơi bớt đi bao đêm đầy mơ. Có yêu nhiều không? Người ấy có biết tình em hay trách móc tình nuốt chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đầy mơ. Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không. Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh. Người ơi, dù có khi giả vờ
sẽ nói những điều. Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu? Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh đang kề vai đi bên ai? Em không vui nhưng cố ra vờ rằng em không yêu anh, nhưng có ai ngờ một ngày ngồi nơi đây nhìn vào anh cho em nói hết lòng này. Giá như anh chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi chưa thì em đã đánh trước một bước. Nghe con tim em đang thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời em yêu dại khờ. Dù có khi giả vờ không yêu. Giá như em chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi trước thì anh đã đến trước một bước. Nghe con tim em đang thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời em yêu dại khờ. Dù có khi giả vờ không yêu nhưng lòng đau. Trời, con gái nhà ai mà đẹp dữ bay. Mà điên, trời bố mới lần đầu thấy nó đẹp hả? Tao đẹp này sao mà anh hết hồn quá vậy? Say in đắm mãi trong tim từng phút giây.
có biết trong mắt nó trái. Mỗi khi anh không thấy tiếng anh yêu bay, anh thấy cô đơn lạc loài giữa không gian nào cũng như giá bao. Có lẽ anh đã biết yêu thương sau chuyện tình online. Gặp nhau nhé anh muốn tay em nở nụ cười chân, và ôm lấy em trong tay anh như mộng mơ từng ngày qua. Hãy để những dòng tin nhắn giờ này tạm thời nói thay anh. Hôm nay và mai mai anh vẫn thế thôi. Yêu em anh vẫn thế thôi, hay online còn tin vẫn thế thôi, không yêu ai. Em một buổi sáng thực sự anh luôn luôn rất thích dùng ai cần để trêu đùa em, trêu đùa em mà anh mà nha. Dùng ai cần để trêu đùa em. Kia, giờ bỗng nhiên đất em hiện ra. Anh ô xích xoa xích xoa, là một tên bắn rối tung từng nhịp chậm chậm. Là vì hôm qua anh đã lỡ bấm nút yêu em rồi sao đây? Bao miên man trong con tim anh hôm nay, là anh mong gặp em ngay lúc này. Lần thứ 16, Làn Sóng Xanh đang trong đợt bình chọn gay cấn nhất để tìm ra những gương mặt ca sĩ, nhạc sĩ, tác giả được công chúng yêu mến nhất. Các hạng mục quen thuộc gồm có Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất, Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất, Nhóm nhạc được yêu thích nhất, Ca sĩ triển vọng, Album của năm. Đặc biệt, để phản ánh đúng tình hình thị trường băng đĩa trong năm qua, khi mà trào lưu sản xuất các đĩa đơn lên ngôi, Làn Sóng Xanh năm nay có thêm giải mới, Single được yêu thích nhất. Giải thưởng này nhằm khuyến khích các ca sĩ, nhạc sĩ, những nhà sản xuất chăm chút hơn cho từng sản phẩm của mình. Điều kiện của các single được ứng cử đó là single phải từng lọt vào bảng xếp hạng tuần của Làn Sóng Xanh và chính thức phát hành ra thị trường. Thì trong khoảng 2 năm trở lại đây, tôi thấy rằng là cái việc phát hành single cả online cả CD nó được nhiều ca sĩ trẻ coi như là một cái chiến lược. Nó giúp họ có thể gọi là phân được cái sức mình ra, lượng được đúng sức mình. Và đồng thời là trong quá trình phát hành single, họ thăm dò được khán giả của mình. Họ biết được rằng khán giả thích cái gì và sức của mình đến đâu, để từ đó họ dồn sức cho cái album. Thì rõ ràng đấy là một cái tính toán rất là khôn ngoan ở thời điểm này. Và Làn Sóng Xanh thì từ xưa đến nay á, trong lịch sử mười mấy năm của mình ấy, tôi vẫn nhận thấy là họ có một cái điều rất là tốt là bám rất sát thị trường ca nhạc. Cho nên việc cập nhật một cái giải thưởng cho đĩa single, tôi cho rằng đó là một điều nên làm. Thậm chí đến giờ làm tôi nghĩ vẫn còn là hơi muộn. Nhưng mà muộn có hơn không? Như vậy thì các bạn trẻ, đặc biệt ca sĩ trẻ thì họ sẽ có thêm cái động lực để mà đầu tư nhiều hơn vào những cái single của mình. Hôm nay Làn Sóng Xanh có thêm giải thưởng single của năm, theo tôi nghĩ là rất là thú vị. Bởi vì nó phù hợp với cái tình hình thực tế âm nhạc hiện giờ. Có rất là nhiều những cái ca khúc đơn của các ca sĩ trẻ và các ca sĩ ngôi sao cũng ra mắt. Thì tôi nghĩ đây là một cái sự chọn lựa rất là lớn của khán giả để mà chọn được những cái ca khúc, cái single hay. Và tôi nghĩ đây là thực sự cái giải này mới là cái giải có cái sự chiến đấu quyết liệt giữa các ca sĩ. Rõ ràng đây là một thực tế không thể chối bỏ, và tính ra thì khi thực hiện single, các ca sĩ cũng sẽ dễ dàng có điều kiện để mang giọng hát của mình đến với công chúng.
bởi vì kinh phí đầu tư vào một single khá thấp so với việc phát hành một album và thời gian thực hiện cũng không nhiều. Điểm qua danh sách các ca khúc lọt vào bảng xếp hạng hàng tuần của Làn Sóng Xanh 2013 thì phần lớn các bài hát là của single, mặc dù đều được các ca sĩ gom vào phát hành trong album sau đó. Single của năm của giải thưởng Làn Sóng Xanh năm nay, tôi nghĩ rằng đây là một giải thưởng mà mới nhưng mà rất là hấp dẫn, chắc chắn là sẽ hấp dẫn, bởi vì là trong cái thời đại kinh tế, trong cái thời kỳ kinh tế bây giờ thì rất nhiều ca sĩ, ngay cả những ngôi sao như là ca sao số 1 bây giờ, họ cũng hạn chế ra một cái album, bởi vì cái chi phí sản xuất một album quá lớn mà cái hiệu ứng để mà đẩy từng cái bài nó rất là khó. Thay vì thế thì các bạn đã chọn một cái giải pháp nó tiện dụng hơn, đó là ra một cái single, và cái truyền thông cũng như là cách lăng xê nó cũng sẽ dễ hơn. Đây là một cái hạng mục giải thưởng mới và mình nghĩ nó sẽ là một cái lời khích lệ cho tất cả ca sĩ. Riêng đối với bản thân Boys to Men thì thực ra là từ những cái năm đầu tiên khi Boys to Men ra mắt thì Boys to Men cũng đã gọi là chú trọng đến cái việc ra mắt single. Có nghĩa là việc mà Boys to Men khi chuẩn bị ra mắt một cái album thì Boys to Men đều ngồi lại bàn bạc với nhau cũng như là với công ty sẽ chọn ra một ca khúc hay nhất mà Boys to Men cảm thấy thích nhất để quay một cái single mở đầu cho album đó. Có nghĩa là nó sẽ là cái single mà quyết định là cái sự thành công của album hay không. Khi mà nếu như cái single này ra mắt và nhận được phản hồi tốt thì có thể nói đó là một tín hiệu rất là tốt dành cho cái album sắp phát hành. Cho nên việc lần này Boys to Men thấy được là cái sự chú ý cũng như là cái việc ra mắt của cái giải single được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh thì đây là một cái động lực rất lớn đối với riêng Boys to Men thôi. Bởi vì Boys to Men sắp tới sẽ cho ra mắt một album mới nữa để có thể giống như trước dẫn đường cho một cái album sắp phát hành của mình, thì hy vọng rằng nó cũng sẽ tạo một hiệu quả tuyệt vời. Làn Sóng Xanh năm nay có thể gọi là khá mạnh trong vấn đề này, vì cả giải thưởng dành cho album, cả giải thưởng dành cho single. Thì nếu mình thấy được một điều rằng là nếu mà nói về mặt thị trường hiện nay thì có rất là nhiều sản phẩm âm nhạc ra mắt, có những nghệ sĩ họ ra mắt album, có những nghệ sĩ thì họ ra mắt single. Thì nếu mình thấy một điều rằng là single hay album thì đều nên có những sự cạnh tranh với nhau, thì đều nên có những cái sự cố gắng để bản thân những người nghệ sĩ sẽ thấy được những cái thành quả trước mắt và họ sẽ cố gắng làm cho sản phẩm của mình tốt hơn. Thực tế mà nói, trong năm vừa qua thì số lượng album được các ca sĩ tung ra không nhiều bởi ảnh hưởng chung từ sự bão hòa của thị trường băng nhạc, băng đĩa lậu, bài hát đưa lên mạng tràn lan. Tuy nhiên, khi mỗi một sản phẩm được đưa đến công chúng thì đều có sự đầu tư công phu, một phần để các khán giả thấy sự khác biệt giữa sản phẩm gốc và sản phẩm sao chép, một phần để phản ánh đúng đẳng cấp của người làm nghề. Có thể kể ra như album Tĩnh Lặng của Hồ Quỳnh Hương, Tâm của Mỹ Tâm, Tầm Tháng Năm của Huyền Thục, Như Hai Người Dân của Cao Thái Sơn, The Mini Album Em của Lưu Phước Thịnh. Dạ, anh Tục xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả. Phải nói khi mà nói về Làn Sóng Xanh thì Huyền Thục nghĩ ngay là đó là một cái giải thưởng rất là có uy tín. Và đối với riêng Huyền Thục thì nếu mà mình là một trong những người mà được đề cử vào bất cứ một cái giải gì ở trong Làn Sóng Xanh thì đó cũng đều là một cái niềm hãnh diện rất là lớn của mình. Vui vì mình được nhắc tới, nhất là trong giải thưởng Làn Sóng Xanh. Thưa quý vị, năm nay thì Huyền Thục có được một cái đề cử là album Tầm Tháng Năm, là một trong những cái album mà được đề cử là album của năm. Thì chưa đứng nói là mình có được giải hay không, nhưng mà riêng cái việc là mình được người ta nhớ đến, được đề cử trong giải thưởng này thì đó là phải nói là một cái niềm hãnh diện rất là lớn. Chỉ một bài hát thôi là mình đã đủ vui và hạnh phúc rồi. Huống gì nói đó là một cái album của mình gồm rất là nhiều bài hát. Trong năm 2013 thì Lô Phước Thịnh có cho ra mắt một cái album, một cái mini album mang tên là Em. Và mini album này đã được khán giả đón nhận rất là nhiều. Nhưng mà theo như Lô Phước Thịnh biết thì trong tình hình kinh tế hiện nay thì có rất là hiếm ca sĩ ra album, vì họ cố gắng ra single liên tục để cho sản phẩm, nếu mà cái sản phẩm của họ không có được sống lâu trên thị trường thì họ sẽ lập tức thay đổi một cái chiến lược khác ngay lập tức. Nhưng mà còn nếu về album thì đó là một sự đầu tư vào một chiến lược rất là dài. Trong tổng số 80 ca khúc được lọt vào top hàng tuần của Làn Sóng Xanh 2013 thì có đến 7 ca khúc là của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, gương mặt được xem là đắt giá nhất trong làng sáng tác nhạc trẻ hiện nay.
Khi mà Thuận biết được cái số lượng ca khúc đề cử năm nay và đặc biệt là những ca khúc của mình được đề cử nhiều như vậy thì trước tiên thì cảm giác của Thuận cảm thấy rất là vui và hãnh diện vì cái điều đó, bởi vì đây là cái giải thưởng mà do giới chuyên môn cũng như là khán giả người ta bình chọn, và tất nhiên những ca khúc của mình được khán giả yêu thích thì người ta mới bình chọn vào đây, và Thuận cảm thấy nó rất là vui và có một cái gì đó nó phải nói là rất là khó tả trong người mình, bởi vì là sống xanh với Thuận nó là một giải thưởng từ bé rồi mình đi mình nghe từ nhỏ, và mình luôn luôn mong muốn là một ngày đó cái tên mình nó được ghi vào đây, và ngày hôm nay khi mà nhiều ca khúc của mình được đề cử như vậy, không biết có giải hay không nhưng mà Thuận cảm thấy rất là vui và hãnh diện vì cái điều đó. Ra mà nói thì đây là một trong những cái nỗi và nó là cái góc khuất của giới sáng tác như Thuận, bởi vì hầu như các giải thưởng ở Việt Nam chúng ta thì chưa chú trọng nhiều vào cái người sáng tác. Có những chương trình người ta mời người sáng tác đến ngồi tham dự, tuy nhiên khi mà trao cái ca khúc, cái giải về ca khúc thì người ta là trao cho ca sĩ, và có thể người ta không nói nhưng mà một trong những cái điều đó làm cho những người như Thuận hay là những người sáng tác khác người ta cảm thấy cũng chạnh lòng và cảm thấy rất là buồn. Và rất may mắn là Làn Sóng Xanh là một trong những cái chương trình duy nhất luôn tôn vinh và nhớ đến cái công sức của cái người sáng tác, bởi vì dù ít dù nhiều thì trong cái sự thành công của một ca khúc thì cái sự đóng góp của một cái người nhạc sĩ thì nó là không nhỏ, và may là cái giải Làn Sóng Xanh vẫn còn luôn ghi nhớ cái điều này. Với những ca khúc vào top còn lại, phần lớn các sáng tác là của các gương mặt mới và trẻ. Ngoài yếu tố tiền bản quyền, các ca sĩ thường kết hợp những người mới và trẻ vì khá nhiều lý do thú vị. Những sản phẩm âm nhạc gần đây của Miu Lê thì Miu Lê lại kết hợp với những nhạc sĩ, những người mà viết nhạc trẻ như là Tri Dân, Nguyễn Anh hay là An Quốc. Thì cái lý do, thực chất cái câu hỏi này cũng rất là nhiều người hỏi, cái lý do mà Miu Lê hợp tác với những người trẻ như vậy vì hai cái lý do. Thứ nhất là Miu Lê cũng là người trẻ làm việc với người trẻ rất là hợp nhau. Và cái thứ hai là những người trẻ, người ta hay có rất là nhiều cái idea mới và những cái gì đó nó khỏe khoắn hơn, nó trẻ trung hơn. Đối với một người nghệ sĩ thì việc tìm tòi cũng như là việc sáng tạo cho mình trong lĩnh vực nghệ thuật thì đó là một yếu tố rất là quan trọng. Thì vậy cho nên đối với Nu Phước Thịnh thì việc làm việc với những người nhạc sĩ trẻ và mới hiện nay thì đó là một việc rất là thường xuyên và bình thường và khán giả vẫn thường thấy và đón nhận. Để mà đánh giá thị trường âm nhạc hiện nay thì có rất là nhiều điều để nói, nhưng mà đối với những người nhạc sĩ trẻ thì họ luôn luôn có những khám phá mới, và Nu Phước Thịnh cảm thấy việc hợp tác với một người nhạc sĩ trẻ và nghệ sĩ trẻ mới như hiện nay thì cũng là một việc rất là thú vị. Một xu hướng cũng khá nổi trội trong bảng xếp hạng hàng tuần của Làn Sóng Xanh là singer and songwriter, tức là người sáng tác cũng là người thể hiện các tác phẩm của mình. Ví dụ như Trịnh Thăng Bình, Mr. Siro, Hoàng Tôn, Tiên Cookie, Phạm Hồng Phước. Việc một người ca sĩ có thể tự sáng tác nhạc cho chính mình hát và cũng rất là vui, bởi vì trong năm nay là Làn Sóng Xanh đã có một cái bảng xếp hạng dành cho những người ca nhạc sĩ. Họ tự sáng tác và họ tự hát chính ca khúc của họ. Thì trong năm nay thì Duy Kim có quan tâm nhất đến một bạn là bạn Phạm Hồng Phước. Sau khi xuất thân từ Vietnam Idol thì bạn đã có một cái hit là Khi Người Lớn Cô Đơn. Chính nhạc sĩ là người viết ra ca khúc và truyền tải được đầy đủ trọn vẹn nhất cái cảm xúc của mình tới bài hát. Mình hy vọng rằng là đây là một trong những cái nhân tố mới làm cho bảng xếp hạng của mình năm nay trở nên hấp dẫn và hay hơn. Khi mà mình viết nên những cái giai điệu, những cái ca từ đó thì với một người nhạc sĩ nó đã rất là đầy nhiều cảm xúc rồi. Và nếu mình ở trong một cái vai trò là người ca sĩ trình bày những ca khúc đó nữa thì Phước nghĩ là cái mạch cảm xúc đó được truyền tải đến khán giả nó sẽ trọn vẹn hơn và đủ đầy hơn. Thực sự đối với Hoàng Tôn thì bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh đã là một bảng xếp hạng mà Tôn đã theo dõi từ nhỏ và rất là hâm mộ cái độ uy tín cũng như là cái độ phủ sóng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và khi tham dự vào con đường âm nhạc này thì Tôn không ngờ lại không phải chỉ một lần mà đến hai lần được lọt vào bảng xếp hạng đầy uy tín này. Và thực sự Tôn rất hạnh phúc khi có cơ hội được có thể nói là đứng chung với lại các anh chị nghệ sĩ đi trước mình. Và Tôn hy vọng là với sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn khán giả thì Tôn sẽ có thể làm được một điều gì đó để góp phần cho âm nhạc của Việt Nam cũng như là góp phần cho bảng xếp hạng của Làn Sóng Xanh. Nếu quý vị yêu thích những ca khúc của Thuận sáng tác thì hãy bình chọn cho Thuận nhé. Xin cảm ơn các bạn. Phước mong rằng là các bạn khán giả ơi hãy bình chọn cho Khi Người Lớn Cô Đơn của Phạm Hồng Phước để mà Phước có thể đi sâu hơn nữa vào bảng xếp hạng này của Làn Sóng Xanh. Nếu quý vị khán giả nào muốn ủng hộ Hoàng Tôn và những sáng tác của mình thì xin hãy bầu chọn cho Hoàng Tôn trong trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh này.
Dù khá chiếm ưu thế với thành tích 2 năm liên tục nhận giải thưởng Làn Sóng Xanh ở hạng mục nhóm nhạc được yêu thích nhất, nhưng năm nay VMusic cũng đang trong tình thế cạnh tranh rất cao với các đồng nghiệp. Và đây là năm thứ 3 mà VMusic có cơ hội được lọt vào top bình chọn của chương trình Làn Sóng Xanh. Và VMusic cảm thấy rằng chương trình này là một chương trình rất là uy tín và chất lượng, là một nơi rất là thú vị để cho các anh chị em nghệ sĩ có thể tham gia. Trong suốt khoảng thời gian qua thì VMusic có rất là nhiều những sản phẩm cũng như là các bài hát mà VMusic đã nhận được rất là nhiều tình cảm từ các bạn khán giả và đã đề cử VMusic có một hạng mục trong giải Làn Sóng Xanh năm nay. Thì thực sự thì VMusic rất là kỳ vọng và hy vọng rằng là mình sẽ vượt qua những cái đối thủ nặng ký khác. Có thành tích khá tốt năm nay phải kể đến nhóm 365. Ca khúc Nơi Anh Không Thuộc Về của nhóm có tất cả 8 tuần nằm trong bảng xếp hạng, một kết quả rất khả quan. Hiện tại lượng bình chọn của thính giả cho nhóm qua email, tin nhắn và trên fanpage cũng khá tốt. Cũng là vui mừng bởi vì thực ra là trước khi mà 365 được tham gia ca hát thì đã nghe nói đến giải Làn Sóng Xanh cũng như là biết được là đây là một cái giải thưởng rất uy tín và được mọi người rất là mong chờ. Thì việc 365 cũng như ca khúc Nên Không Thuộc Về lọt vào top bình chọn của Làn Sóng Xanh thì đây là một vinh dự cho một nhóm nhạc rất là trẻ như 365 hiện nay. Theo như 365 biết thì như có cả BT đúng không? BT nè, nhóm BT, The Man, có cả Underman và cả nhóm MTV nữa. Thực ra phải nói là ai cũng có một lượng fan hâm mộ riêng và có những cái thế mạnh riêng của mình. Thì thực sự là 365 cũng không biết là mình có khả năng cũng như là có cơ hội mong manh nào đạt không. Nhưng mà mình cứ hy vọng đi, bởi vì 365 có nhiều nhạc riêng rồi. Và cũng có một phong cách riêng nữa. Nên hy vọng là trong kỳ này thì 365 sẽ... Hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ bình chọn cho 365 trong hạng mục này. Và nếu như đoạt được giải lần này thì đây là một vinh hạnh cũng như là một niềm vui rất là lớn đối với 365. Cảm ơn rất rất nhiều. Hai cô gái trẻ Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm là gương mặt mới toanh trong Làn Sóng Xanh 2013. Mới chỉ thành lập năm nay, BT đã kịp góp mặt trên thị trường âm nhạc một sản phẩm khá chất lượng, album đầu tay We Are BT do nhạc sĩ Phương Uyên thực hiện. Ngoại hình bắt mắt, chất giọng tốt, âm nhạc chọn lọc, BT còn chờ thêm yếu tố may mắn và thời gian để công chúng chú ý hơn. Trong danh sách đề cử có rất nhiều các nhóm là đàn anh đàn chị đi trước, The Man, MTV, 365 và VMusic. Tất cả nhóm nhạc này đều là những nhóm nhạc mà có lẽ là rất trẻ, rất năng động. Và các anh đã ở trong bước vào làng giải trí rất là lâu rồi, hoạt động cũng rất là nhiều năm. BT thì mới chỉ có bước vào trong làng giải trí chỉ mới có 3-4 tháng thôi, nhưng mà đã được rất nhiều khán giả yêu thương cũng như ủng hộ, và Làn Sóng Xanh đã đề cử cho BT vào hạng mục này thì BT cảm thấy rất là tự hào. Và mà để được đứng chung bằng đề cử này thôi, BT đã cảm thấy là thực sự quá đủ rồi. BT không nghĩ rằng là mình sẽ giành giải thưởng này hay không, mà chỉ nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa vì sự yêu thương và ủng hộ tất cả quý vị khán giả. Mong là tất cả mọi người sẽ luôn yêu thương ủng hộ BT ạ. Sản phẩm âm nhạc của BT sắp tới nhé. Dạ. Ngoài ba nhóm nhạc kể trên, hai cụ binh kỳ cựu còn lại là MTV và The Man. Đây đều là những nhóm nhạc đã định hình phong cách và có vị trí nhất định trong lòng công chúng. MTV từng giành giải nhóm nhạc được yêu thích nhất năm 2006, sau đó nhóm ngừng hoạt động. Hai năm nay MTV quay trở lại mạnh mẽ hơn, nhưng khán giả vẫn trông chờ những điều thực sự mới mẻ từ họ. Tương tự với The Man, hầu như các bài hát mới của nhóm đều lọt top 10 Làn Sóng Xanh hàng tuần, với phong cách pop ballad gần gũi. Hai cựu binh này cũng rất đáng gờm trong cuộc đua nước rút cuối cùng. Thì trong những nhóm nhạc đang có trên bảng xếp hạng thì Duy Kim thích nhất là hai nhóm. Đầu tiên là nhóm VMusic và thứ hai là nhóm MTV. Khi mà mình nói về nhóm VMusic á, thì trong năm qua nhóm VMusic đã có những hoạt động và những bài hát được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Các hoạt động của nhóm này thì cũng rất là năng nổ trong năm qua. Với cái một cái tần suất xuất hiện rất là nhiều của nhóm, cho nên Duy Kim nghĩ là đây là một trong những nhóm có thể được gọi là nổi bật nhất trong năm. Trong các nhóm nhạc hiện nay thì mình thật sự rất là thích nhóm nhạc 365 bởi vì cái phong cách rất là sôi động và trẻ trung của nhóm. Thì những cái gương mặt lớn như vậy trở lại thì cùng lúc những cái gương mặt trẻ họ cũng đã bắt đầu sau một cái thời gian gọi là thử lửa, thì họ cũng đã bắt đầu được công chúng chấp nhận và đã bắt đầu có được cái tên của mình. Chẳng hạn như bây giờ nhắc đến 365 thì người ta rõ ràng người ta không còn có cái sự nghi ngờ như cái thời khởi điều của nhóm nữa, tại vì người ta hay nghi là ở thời điểm này thì boy band nó còn ăn khách nữa hay không. Như bây giờ thì tôi nghĩ rằng là những cái nhóm như là VMusic hay là 365 thì đã có thể là cái tên của họ cũng đã là khá vững chắc. Tôi không dám chắc khẳng định về
thành công thị trường của họ như thế nào, nhưng mà về những cái hiệu ứng khán giả của họ thì tôi tin rằng họ đã thành công. Họ có một cái lượng khán giả đủ lớn để họ có thể duy trì hoạt động của mình. Nhóm nhạc BT là một cái nhạc mới ra mắt, nhưng mà tôi nghĩ là đã định vị được cái phong cách của mình và có cái sự mình làm việc rất là chuyên nghiệp của cái người hướng dẫn, đó là nhạc sĩ Phương Uyên. Thì vừa rồi ra được cái album thì tôi nghĩ là cũng đã tạo được cái sự chú ý trên thị trường và cái thiện cảm của khán giả cũng như là được giới chuyên môn ghi nhận. Hai nhóm nhạc nam mà đang giành được nhiều cái sự yêu mến của khán giả, đó là cái nhóm V-Music và nhóm 365. Thì tôi nghĩ là hai nhóm cũng tương đương với nhau về phong cách, nhưng mà tôi nghĩ là có cái sự khác biệt rất rõ. Nếu mà khán giả thích nghe những dòng nhạc ballad á, thì sẽ thích V-Music. Còn nếu thích những cái phong cách nhạc mà sôi động và nhảy, có vũ điệu đạo tốt và hiện đại hơn, thì tôi nghĩ là sẽ chọn 365. Là một trong những giải thưởng luôn được đón nhận sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng yêu nhạc, giải ca sĩ triển vọng hàng năm luôn mang đến những yếu tố bất ngờ và là động lực dành cho những ca sĩ trẻ đang dần khẳng định mình trong làng nhạc cả nước. Chính vì vậy, bản đề cử của hạng mục này luôn được mọi người chờ đợi. Năm nay, bản đề cử ca sĩ nữ triển vọng bao gồm các gương mặt Hương Tràm, Đinh Hương, Khởi My, Bích Phương, Miu Lê. Còn về phía nam là các gương mặt ấn tượng Hoàng Tôn, Quốc Thiên, Trịnh Thăng Bình, Bùi Anh Tuấn và Đào Bá Lộc. Ngoài Quốc Thiên, Trịnh Thăng Bình và Hoàng Tôn đã có một vài thành công nhất định trong thị trường âm nhạc, các gương mặt nam còn lại đều là các nhân tố mới và cũng đã chứng minh được khả năng của mình trong năm qua. Ở năm nay cũng như là được có mặt trong bảng đề cử giải triển vọng của Làn Sóng Xanh. Thì vẫn như mọi năm, năm ngoái thì tin mới bắt đầu được đề cử thì cũng cảm thấy rất là vui, mặc dù đã đi hát với thành tích là 5 năm rồi. Nhưng mà với một cái giải như thế thì nó là một cái động lực cho Thiên, tại vì Thiên cũng là một ca sĩ trẻ thôi. Thì Thiên cũng cảm thấy rất là háo hức và mỗi năm như thế thì làm cho mình có thêm cái niềm tin vào cái con đường mình đang đi, là mình đang được nhận được sự ủng hộ từ khán giả rất là lớn. Và tuy là cái bản thân Thiên cảm nhận là mình không còn chưa thích hợp lắm với cái giải triển vọng này, không còn thích hợp nữa. Nhưng mà Thiên nghĩ rằng là nó cũng là một cái niềm khích lệ rất là lớn với Thiên. Và Thiên hy vọng là năm nay may mắn sẽ đến với Thiên, cũng như là một cái thành quả cuối năm từ Thiên mà. Ở phía các gương mặt nữ, Đinh Hương và Hương Tràm là hai gương mặt lần đầu tiên lọt vào đề cử của Làn Sóng Xanh và không khó để thấy được sự nỗ lực của họ sau cuộc thi The Voice. Với Đinh Hương là một album đạt ngưỡng nghệ thuật với ekip hỗ trợ từ nước ngoài, còn Hương Tràm thì sở hữu không ít bài hit dù chỉ ra single. Trong khi đó, Khởi My, Bích Phương và Miu Lê thì đã từng đề cử ở hạng mục này. Có thể những hoạt động âm nhạc trong năm qua chưa thật sự nổi bật, nhưng về sức hút với khán giả trẻ là không thể phủ nhận. Hôm nay thì tôi nhận thấy là giải Làn Sóng Xanh về gương mặt nữ thì có một số gương mặt khá là xứng đáng, như là Đinh Hương, Hương Tràm thì họ đã có những cái đóng góp khá là nhiều trong năm qua. Tuy nhiên thì với giải Làn Sóng Xanh, đặc biệt là về gương mặt triển vọng, tôi cho là nó là một cái giải thưởng mà rất là quan trọng để có thể có thêm động lực cho nhiều ca sĩ trẻ phấn đấu. Thì năm nay thì tôi nghiêng về Đinh Hương nhiều hơn, bởi vì rõ ràng Đinh Hương sau cuộc thi đã giúp cho cô đến với công chúng của cô có nhiều cái sản phẩm cũng như nhiều cái bước tiến nó vượt bậc hơn. Còn như một số gương mặt khác như là Bích Phương cũng đã có sản phẩm, hay là Hương Tràm cũng ra khá nhiều single, nhưng mà tôi cho rằng năm nay thì Đinh Hương sẽ có nhiều cái cơ may được giành chính trong cái giải thưởng này. Rất là tuyệt vời đối với Đinh Hương khi mà Hương nhận được cuộc điện thoại từ ban tổ chức của chương trình Làn Sóng Xanh và thông báo rằng là Đinh Hương đã là một trong năm những cái người nghệ sĩ trẻ phía hạng mục của nữ để dành cho một cái giải thưởng, đó là giải nghệ sĩ triển vọng của Làn Sóng Xanh. Và xưa giờ thì Hương chưa bao giờ là nghĩ rằng là mình sẽ có một cái cơ hội lớn như vậy. Bởi vì Làn Sóng Xanh là một trong những chương trình mà Hương đã yêu thích từ bé. Ngày xưa thì mình thường hay mơ mộng rằng, và mình thường hay nghĩ khi mà nhìn những cái người nghệ sĩ, những cái người thần tượng của mình như chị Mỹ Tâm, anh Lam Trường hay chị Hồ Ngọc Hà đứng ở trên sân khấu, thì Hương nghĩ rằng là biết đến bao giờ mà mình mới được có mặt trong một cái chương trình của Làn Sóng Xanh với tư cách là khán giả thôi để mà xem chương trình. Nhưng mà cuối cùng rồi thì còn hơn cả những gì mà mình mơ ước, ngày hôm nay đây Đinh Hương có cơ hội để được đứng trên sân khấu của chương trình Làn Sóng Xanh, một cái gọi là một cái nơi mà không chỉ riêng Hương mà rất là nhiều những cái bạn trẻ
trẻ nghệ sĩ khác luôn luôn được muốn đến đó, được muốn đứng ở đó và để muốn nhận được những cái vinh quang, những cái gọi là những cái sự ghi nhận của công chúng cũng như là các anh chị nghệ sĩ báo chí dành cho mình sau một cái khoảng thời gian mà mình đã có những cái sự nỗ lực, đã có những cái sự miệt mài lao động nghiêm túc trong âm nhạc như vậy. Qua những thông tin căn bản về những đề cử ở giải triển vọng, chúng ta có thể thấy việc chọn ra một gương mặt để thắng giải năm nay là điều khá khó khăn, bởi mỗi người đều có những nỗ lực đáng ghi nhận và hoàn toàn xứng đáng với tiêu chí của giải thưởng. Thế nhưng, theo thông lệ thì kết quả của giải triển vọng cùng với các hạng mục khác sẽ được giữ bí mật đến phút chót trong đêm trao giải vào tối ngày 16 tháng 12 tới đây. Ngay từ đầu năm, Làn Sóng Xanh đã cải tiến cách thức bình chọn với 50% kết quả từ phiếu bình chọn của thính giả và 50% còn lại là từ các đối tác của Làn Sóng Xanh, bao gồm Forbes Worldwide đại diện cho YouTube và iTunes, Nhạc Của Tôi, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, Phương Nam Phim và Vinaphone. Việc lấy số liệu từ các đối tác nhằm đảm bảo kết quả bám sát thị trường nhất, tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ ghi nhận sự ảnh hưởng của thị trường nhạc số và thể hiện sự tôn trọng về vấn đề tác quyền. Với vai trò là đối tác hàng đầu của iTunes và YouTube tại Việt Nam thì khi nhận được cái lời hợp tác đề nghị của Làn Sóng Xanh thì chúng tôi rất là ngạc nhiên. Tại sao có một sự thay đổi rất là lớn trong cái bảng việc xếp hạng, và sau đó thì chúng tôi lại cảm thấy rất là vinh dự khi mà hai cái kênh giải trí này đã được nhìn nhận là một những cái kênh giải trí chính thức và có tác động đến bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và tôi nghĩ là với cái sự mà chuyển đổi này thì nó sẽ phản ánh đa chiều hơn và khách quan hơn cái thị hiếu âm nhạc của người Việt Nam trên tất cả các phương tiện thông tin giải trí. Với giải thưởng Làn Sóng Xanh năm nay mở rộng thêm với một số đối tác để lấy những cái giải thưởng mới như là được xem MV nhiều nhất, rồi được tải nhạc và nghe nhạc nhiều nhất trên những trang mạng như là Nhạc Của Tôi hoặc iTunes, YouTube, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái sự kết hợp rất là có ích và nó làm cho nhiều nghệ sĩ cảm thấy phấn đấu thêm nhiều những cái mặt trận khác nữa, không chỉ riêng trên bản xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và qua những cái sự kết hợp đó thì mới thấy rằng là một người nghệ sĩ còn thu hút được trên nhiều những trang mạng, chứ không chỉ là đánh giá sự đơn lẻ của một trang mạng thôi. Thực ra thì theo như với Sơn Nam được biết thì cách thức bình chọn của Làn Sóng Xanh hôm nay có khác biệt rất là nhiều so với thời gian trước, bởi vì ngoài những bình chọn 50% là những cái giải bình chọn trên đài bên cuộc thi, sẽ có 50% khán giả khác là trên mạng, YouTube, iTunes nữa. Thực ra Ban Số 5 nghĩ thì đây sẽ là một cái cơ hội để Làn Sóng Xanh mở rộng cho đến tất cả các khán giả nhiều hơn nữa. Bởi vì ngoài việc khán giả nghe trên audio thì Isaac nghĩ là có rất là nhiều khán giả người ta sẽ nghe nhạc trên mạng nè, nghe nhạc trên iTunes và trên cả YouTube nữa, thì do đó mọi người sẽ biết đến giải Làn Sóng Xanh nhiều hơn. Thì tuy nhiên thì đây cũng sẽ là cơ hội dành cho những cái ca sĩ mà có phân khúc gọi là thẳng ra là có cơ hội dành cho mình. Những ca sĩ trẻ thì thường hoạt động trên mạng nhiều hơn, là có những fan trên mạng, trên những cái trang cộng đồng mạng, thì đây sẽ là cơ hội để các nhạc sĩ, để ca sĩ cũng như là nhạc sĩ trẻ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong giải Làn Sóng Xanh lần này. Như các bạn cũng biết thì cái thể thức bình chọn của Làn Sóng Xanh năm nay thì đã được thay đổi và được cập nhật mới hơn, và đặc biệt là cái việc mà tiếp cận với những cái trang nhạc mạng xã hội từ YouTube hay là Facebook vân vân, thì bản thân Thuần thấy cái việc đó nó là một trong những cái tín hiệu rất là tốt, bởi vì cái môi trường hiện đại bây giờ thì cái việc mà cộng đồng mạng phát triển nó là rất lớn, và cái việc phát tán những ca khúc trên đó và cái việc người ta cái sức ảnh hưởng của nó rất là cao, và cái việc mà người ta bên Làn Sóng Xanh cập nhật kết quả từ những cái trang này để mà bổ sung cho cái giải thưởng của mình thì Thuận thấy nó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. So với các năm trước thì Làn Sóng Xanh năm nay đã có một cái sự đổi mới rất là tiến bộ. Tại sao Du Kim nói là tiến bộ? Bởi vì Làn Sóng Xanh đã biết tạo những cái fan space dành cho những cái fan có thể vào vote và bình chọn cho người ca sĩ mình yêu thích, và bên cạnh đó cũng có cả website và bình chọn trên website. Thì một chút xíu nhận xét về cái việc này của Làn Sóng Xanh thì Duy Kim cảm thấy rất là hay, bởi vì chúng ta phải biết hiện đại hóa chính cái chương trình của mình. Bởi vì bây giờ khán giả họ không có viết thư tay hoặc là gọi điện thoại lên tổng đài để bình chọn hoặc là nghe sóng radio nhiều như ngày xưa. Mình phải làm những cái gì mà thuận tiện cho họ, để mà khi mà họ có thể cầm cái iPad trên tay hoặc là ngồi trên máy vi tính, họ vẫn có thể bình chọn cho cái người ca sĩ hoặc nhạc sĩ hoặc ca nhạc sĩ mà họ yêu thích.
Năm nay thì làng Sóng Xanh của chúng ta đã đổi mới các thể loại bình chọn, thì Phước nghĩ là làng Sóng Xanh đã bắt kịp, bắt nhịp được theo cái xu hướng hiện đại ngày nay, là các bạn trẻ của chúng ta nghe nhạc online, xem trên YouTube và chơi Facebook rất là nhiều. Và Phước biết là một trong những cái phương thức bình chọn của làng Sóng Xanh năm nay là các bạn có thể gửi tin nhắn bầu chọn cho các người ca sĩ và các bài hát đó thông qua cái Facebook. Thì Phước nghĩ là đây là một điều vô cùng là tiện lợi, bởi vì và cái Phước nghĩ là cái kết quả ra nó sẽ mang tính công bằng và xác thực hơn, tại vì tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi và ở mọi thành phần có thể bầu chọn và tìm ra được cái người xứng đáng để giải thưởng đó. Thực sự trong thời đại công nghệ như hiện nay thì internet là một phần không thể thiếu, và âm nhạc trên internet cũng vậy. Các bạn khán giả bây giờ có rất nhiều lựa chọn, khi chỉ cần lên mạng là mình có thể vào trang web của mình yêu thích và nghe bài hát của mình yêu thích. Thì hy vọng là bạn xếp hạng là Sóng Xanh cũng kết hợp với lại các trang web âm nhạc trên mạng để mình có thể tạo ra những cái sân chơi bổ ích dành cho ca sĩ hơn, và cái sự công minh trong trong bầu chọn của khán giả nó sẽ được tốt hơn, và bạn xếp hạng sẽ ngày là một bạn xếp hạng uy tín hơn. Với mọi năm thì bình chọn giải thưởng là Sóng Xanh thì chỉ được phổ biến ở trên khoa bình chọn qua giấy thôi, thì năm nay phổ biến rộng rãi hơn chính là cách thức bình chọn qua online cũng như là qua Facebook. Thì đối với bản thân Đông Nhi thì Đông Nhi thấy rằng là với một cách thức bình chọn mới như thế này thì nghệ sĩ có được một cái cơ hội lớn hơn, nhiều hơn, là bởi vì là có thể tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả khác nhau hơn, và cũng chính vì thế mà nghệ sĩ có cơ hội thành công và đạt giải cao. Năm nào làng Sóng Xanh cũng gây dấu ấn với các tiết mục biểu diễn là những sự kết hợp rất thú vị. Đó có thể là loạt liên khúc của các ca sĩ trẻ, là phần biểu diễn của các nhạc sĩ, hay sự kết hợp giữa các thế hệ ca sĩ với nhau. Điểm đặc biệt này có thể thực hiện được là nhờ tình cảm của các nghệ sĩ dành cho làng Sóng Xanh, cũng như đam mê cống hiến của họ để dành cho khán giả những điều hấp dẫn nhất. Mấy năm ngoái, sự kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh đã tạo nên cơn sốt truyền thông, vì cả hai đã rất lâu năm không đứng chung sân khấu, và điều này họ chỉ thực hiện vì làng Sóng Xanh. Mỗi năm em đều rất là mong chờ cái lễ trao giải làng Sóng Xanh, bởi vì đây là một chương trình được đầu tư rất là công phu và có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ mà em yêu thích. Thì em rất là hy vọng chương trình sẽ càng về sau càng có sự đầu tư và có cách tiếp cận mới mẻ hơn đối với những khán giả trẻ như em. Và em thật sự rất là mong chờ đến lễ trao giải ngày 16 tháng 12 năm nay. Một khán giả đã theo dõi chương trình Sóng Xanh trong nhiều năm thì mình cảm thấy đặc biệt yêu thích đó là đang theo dõi chương trình Sóng Xanh, thì nơi hậu tụ của những thiên ngôi sao, và đặc biệt là có những tiết mục song ca, nam ca cũng như tốt ca rất là đặc sắc. Như chương trình Sóng Xanh năm ngoái, kỷ niệm 15 năm thành lập, thì đã có một cái tiết mục những người thương, rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng và cũng đã để lại những cái dấu ấn trong lòng khán giả. Thì hy vọng những chương trình Sóng Xanh để đi đẻ chương trình Sóng Xanh năm nay cũng như những năm sau nữa thì sẽ có những tiết mục đặc sắc và thú vị như vậy không? Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Nhà con sông lang thang trôi xa mãi mãi, cuốn theo dòng đời hỡi em. Cuộc đời mùa đông hôm nay anh nghe buốt giá. Vì sao mình đường đời hai lối? Tôi hay tán dóc bằng cười đùa, tôi không giống như xưa. Giọt nắng cay thấm tan bao không gian. Năm nay, làng Sóng Xanh tiếp tục xây dựng một kịch bản với nhiều yếu tố bất ngờ, hấp dẫn để tạo sự thu hút công chúng. Các năm trước khá sức sao về mặt thời lượng. Năm nay với 120 phút, làng Sóng Xanh dành ưu tiên phần nhiều cho việc bày tỏ cảm xúc của những người được giải. Phần dàn dựng cũng trẻ trung và hiện đại hơn với sự kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong vai trò đạo diễn âm nhạc. Lần đầu tiên anh làm việc cùng làng Sóng Xanh. Tôi nghĩ là làng Sóng Xanh là một giải thưởng lâu đời nhất hiện nay, và nó còn phản ánh rất là rõ cái đời sống âm nhạc của Nam chúng ta. Và trong những năm trước thì Phong là cũng là một trong những nhạc sĩ được khán giả yêu mến và bình chọn trong cái hạng mục giải thưởng nhạc sĩ. Riêng năm nay thì rất là đặc biệt là Phong là lần đầu tiên Phong làm đạo diễn cho lễ trao giải năm nay, và Phong cảm thấy rất là hào hứng bởi vì Phong nghĩ rằng sức trẻ của mình, cái tư duy mới của mình có thể làm đóng góp vào và thay đổi được cái không khí và làn gió mới cho các anh chị em nghệ sĩ, các bạn trẻ tài năng trong chương trình này. Về phần trao giải của năm nay thì Phong nghĩ cũng sẽ xây dựng như mọi năm thôi, nhưng mà Phong
sẽ có cái cách để tôn vinh những người làm nghề, cụ thể là những người nhạc sĩ, những nhà sản xuất rõ ràng hơn. Một cái bài hát, một ca khúc được nhận giải thưởng thì đằng sau đó có rất là nhiều người có vai trò rất là quan trọng, chứ không chỉ là ca sĩ không. Cho nên là phòng năm nay sẽ tôn vinh cả ekip của họ nữa. Đó là phần về giải thưởng. Còn về phần âm nhạc của năm nay thì Phong nghĩ là Phong sẽ dùng không khí trẻ hơn, sẽ dùng những cái chất liệu mà nó mang hơi hướng thời đại, nó cập nhật xu thế nhiều hơn. Và Phong tạo điều kiện cho các bạn trẻ, những bạn mà còn đang rất là nhiều năng lượng, nhiệt huyết, có cái đất để biểu diễn nhiều hơn. Cụ thể là sẽ có một màn biểu diễn kết hợp rất là nhiều ca sĩ, và Phong dàn dựng như là một vở nhạc kịch nhỏ theo phong cách hiện đại. Chàng MC đa tài Trấn Thành sẽ là người dẫn dắt chương trình trao giải năm nay. Với thế mạnh hoạt ngôn, vui vẻ, sôi nổi và hài hước, Trấn Thành hứa hẹn sẽ mang đến cho làn sóng xanh năm nay một màu sắc tươi tắn, trẻ trung và gần gũi. Xin chào quý vị khán giả, Trấn Thành rất vui được gặp lại toàn thể quý vị. Có thể nói là hồi xưa khi mà Thành còn nhỏ, Thành hay nghe một cái chương trình trên radio, đó là chương trình Làn Sóng Xanh. Và đó là một chương trình mà mình không bao giờ bỏ lỡ, cứ đến cuối tuần là mình phải mở lên để nghe chị Huyền Thanh rồi một số những cái biên tập viên trên đài nói về những bài hát được xếp hạng cao nhất trong tuần. Và Thành là một cái fan trung thành của chương trình đó, tuần nào Thành cũng nghe và bài nào Thành cũng thuộc. Và đôi khi mình bực dọc, mình tự đập cái radio vì cái bài hát mà mình yêu thích nó không có lên hàng top. Và đó là một trong những cái kỷ niệm thời thơ ấu rất là đáng nhớ. Và không ngờ ngày hôm nay rất là vinh hạnh khi được Làn Sóng Xanh chọn Thành làm người dẫn chương trình năm nay. Khi mà được nhận lời làm người dẫn chương trình của Làn Sóng Xanh thì Thành cảm thấy rất là vui, là bởi vì đó là một chương trình mà mình đã thích. Mà thường á, mình thích cái gì thì mình sẽ làm tốt cái việc đó. Và Thành cũng hy vọng là ngày hôm nay khi Làn Sóng Xanh đang từ radio chuyển sang một sân khấu thật, với những cái lễ trao giải được dàn dựng một cách công phu và hoành tráng như vậy, và được đầu tư một cách rất là nghiêm túc, sẽ mang đến cho quý vị một chương trình thật sự có ý nghĩa và được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Thành hy vọng là với cái sự hài hước của mình và một tí xíu đổi mới trong phong cách, thì Thành sẽ mang đến cho quý vị một buổi lễ trao giải không lúc nào cũng nghẹt thở trong cái sự hồi hộp căng thẳng chờ đợi kết quả, mà sẽ là một cái buổi lễ rất là thoải mái, rất là vui tươi. Và bên cạnh đó, sự hồi hộp đó sẽ chuyển sang là một cái gì đó lâng lâng và bất ngờ. Thành hy vọng Thành sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc thật là bất ngờ, và tất cả đều là để mai tính. Xin chào, chúng tôi là Bài 65 rất vui khi được tham gia vào chương trình đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh, và hy vọng là tất cả quý vị khán giả cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho 365, các nghệ sĩ tham gia trong chương trình và tất nhiên là giải Làn Sóng Xanh cũng như là chương trình Làn Sóng Xanh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và mọi người ơi, mọi người hãy yêu thương và ủng hộ cho nhóm BT để có thể thắng giải mục nhóm nhạc được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh năm nay nhé. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì những sản phẩm mà Vivitix sẽ cho ra mắt sẽ được quý vị khán giả bình chọn nhiều hơn nữa, để mà được lọt vào top nhiều ca khúc hơn nữa. Và nhớ ủng hộ cho Vivitix nhé các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu mến và bình chọn cho album này. Và hy vọng rằng là nếu mà có một chút may mắn thì mình sẽ đoạt giải. Còn nếu không thì những album khác đạt giải thì mình cũng sẽ vui mừng thay cho họ. Xin chúc cho giải thưởng ngày một lớn mạnh và sẽ có được nhiều những uy tín hơn nữa. Nô Phương Tình rất là hy vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho Nô Phương Tình cũng như là tất cả những người nghệ sĩ tham gia vào giải thưởng Làn Sóng Xanh trong năm nay nhé. Hy vọng là với lễ trao giải Làn Sóng Xanh thì Đông Nhi sẽ có cơ hội được đóng góp một phần trình diễn đặc sắc và ấn tượng để dành tặng đến quý vị khán giả đã yêu thích và ủng hộ cho Đông Nhi. Và quý vị khán giả hãy đón chờ Đông Nhi ở trong chương trình lễ trao giải Làn Sóng Xanh nhé. Đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2013 sẽ được tổ chức tại sân khấu Lan Anh, với trực tiếp trên YouTube, trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, rồi các kênh truyền hình khác nữa. Vậy thì hy vọng rằng tất cả mọi người hãy cùng đến sân Lan Anh và cùng cổ vũ qua màn hình TV để cho một cái đêm trao giải, một đêm gala thật là hoành tráng, thật là nhiều niềm vui và thật là ý nghĩa trong năm 2013 này nhé. Và một lần nữa hãy cùng dõi theo và đồng hành cùng Đinh Hương cũng như chương trình Làn Sóng Xanh năm 2013 các bạn nhé. Đinh Hương chờ tất cả các bạn. Và nói về Làn Sóng Xanh thì Thành một lần nữa xin được chúc cho Làn Sóng Xanh sẽ trở thành một trong những chương trình luôn luôn nằm trong lòng của quý vị khán giả, bởi vì nó đã bắt đầu đi từ trái tim của người yêu nhạc Việt Nam ngay từ rất là sớm. Và đó là một trong những chương trình đầu tiên có cái bảng xếp hạng về các ca khúc được yêu thích. Và Thành hy vọng rằng là một cái chương trình như thế sẽ được tiếp tục lưu giữ, và quý vị các bạn sẽ ủng hộ nó nhiều hơn nữa.
Và hàng năm những buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức long trọng hơn, hoành tráng hơn, đặc biệt hơn, bất ngờ hơn. Và Thành hy vọng rằng là năm sau chúng tôi sẽ có mặt của mình nữa, và hy vọng quý vị một lần nữa hãy tiếp tục ủng hộ cho Làn Sóng Xanh năm nay.